ổng niệm hòa thành một vị chân tâm chỉ là pháp giới nhất tướng không có đối đãi ly niệm là không dính với niệm hoặc là không có niệm một niệm khởi lên mà ta không dính với nó hoặc đưa nó về không gọi là giác cái giác này có cạn sâu được nói rõ ở phần bốn tướng dưới giác mà tâm đồng hư không giới là chỉ cho tâm thể vô niệm chánh văn pháp giới nhất tướng tức là pháp thân như lai bình đẳng y nơi pháp thân ấy mà nói tên bản giác. Vì sao? Nghĩa bản giác là do đối với thủy giác mà nói, vì thủy giác tức đồng bản giác. Nghĩa thủy giác là, y bản giác nên mới có bất giác, y bất giác nên nói có thủy giác. Lại, vì giác tột nguồn tâm nên nói là cứu cánh giác. Chẳng giác tột nguồn tâm thì chẳng phải là cứu cánh giác. Giải thích Đây là nói rõ từ đâu có ba tên bản giác, bất giác và thủy giác. Bản là gốc, Nguyên sơ, đầu tiên vân vân, bản giác là chỉ cho cái giác nguyên thủy, tối sơ chính là pháp thân Như Lai bình đẳng không tăng không giảm mà Phật và chúng sanh đồng có. Gọi là đầu tiên vì đã có cái thứ hai, thứ ba. Không có cái thứ hai, thứ ba thì không nói cái đầu tiên. Cái thứ hai, thứ ba đây chỉ cho bất giác và thủy giác. Bản giác là chỉ cho bản thể vốn không sanh diệt. Bản thể chân như ấy không tánh nên bất giác huân thành vô minh bất giác là không tỉnh không sáng. Tức từ bản giác mà có bất giác, bất giác y cứ nơi bản giác mà có. Bất giác huân rồi thì luân chuyển vào năm đường làm chúng sanh. Xong luân chuyển thế nào thì cái bản thể diệu minh ấy vẫn thường nhiên, không hề thiếu vắng. Cái không thiếu vắng ấy là lực khiến chúng sanh chán sanh tử khổ, hồi tâm tu hành. Dựa vào lực ấy mà lập trí thủy giác. Những thứ như ngừa quấy, ngăn ác, sám hối tội lỗi, tụng kinh, niệm Phật, Thiền định vân vân. Đều là công năng của trí thủy giác. Tùy thô tế mà có biểu hiện khác nhau. Thủy nghĩa là mới. Thủy giác là mới giác. Gọi là mới không phải vì nó mới có, công năng của thủy giác không khác bản giác, cũng là lực nội huân của bản giác mà thôi, mà vì nó được lập thành sau khi đã có bất giác. Bất giác rồi mới giác nên gọi là thủy giác. Tức mê rồi mới giác nên gọi là thủy giác. Tu hành để trở về cội nguồn chân thật đi từ mê trở lại ngộ phải có thứ lớp trừ dần bốn tướng thô tế phân chia chưa đồng nên thủy giác vốn đồng bản giác mà chưa hẳn là bản giác vì thế nói tức đồng bản giác tức là thủy giác vốn là bản giác song chưa đến tột nguồn thì thủy giác chưa thể là bản giác đồng là khi thủy giác nhập lại hoàn toàn với bản giác như vậy từ bản giác mà sanh bất giác bất giác rồi nhờ có bản giác mới sanh thủy giác nói thủy giác vì đã có bất giác không có bất giác thì không có thủy giác, cũng không đặt vấn đề bản giác. Song có bất giác mà không có bản giác thì cũng không có trí thủy giác. Duyên khởi mật thiết với nhau như thế, nên nói y bản giác mới có bất giác, y bất giác nên nói có thủy giác. Đây là hiển bày mặt duyên khởi của ba cái giác. Cứu cánh là chỗ tột cùng, là cội nguồn chân thật. Cứu cánh giác là cái giác tột cùng. Nó là cảnh giới khi. Thủy giác nhập một với bản giác, nên nói giác tột nguồn tâm không nói thẳng bản giác mà nói là cứu cánh giác vì quá trình tu hành ngược dòng hoàng tịnh là đi từ chúng sanh đến phật đi từ thấp đến chỗ tận cùng đã có thứ lớp nên có chỗ tột cùng hay chưa tột cùng gọi cứu cánh giác là để phân biệt với ba cái giác dưới là bất giác tương tự giác và tùy phần giác đây là tùy tình trạng ly niệm của tâm mà thủy giác phân làm bốn giác tương ưng với bốn tướng nên thứ lớp thì có bốn tên nhưng tổng quát cũng đều là thủy giác chánh văn nghĩa ấy thế nào giải thích là để giải thích về trí thủy giác và cứu cánh giác phần dưới là nói về tướng của bốn cái giác song muốn hiểu về bốn cái giác này thì đầu tiên phải nắm được ý nghĩa của bốn tướng sanh trụ dị diệt thông qua chín tướng bất giác nói ở phần sau bốn tướng đó được lập thành là y vào tâm sanh diệt mà lập nên nó chỉ là giả lập bản thể chân như vốn không có bốn tướng ấy chỉ là một thể rỗng trang vô sự đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh mà thôi không có cũng không không song do bất giác mà pháp trong tam giới dường như có dường như không bản thể ấy vốn không sanh diệt chỉ vì không tánh nên không tự giữ mà biến thành chính tướng kê trong phần bất giác luận phật tánh nói tất cả pháp hữu vi ước về tiền tế thì cùng tướng sanh tương ưng ước về hậu tế thì cùng tướng diệt tương ừ, ưng ừ ước về trung tế thì cùng với tướng trụ và dị tương ưng cái vừa có gọi là sanh ứng với phần nghiệp tướng là tướng đầu trong ba tế mé tận cùng gọi là diệt ứng với phần khởi nghiệp tướng là tướng gần cuối của sáu thô sanh rồi nối tiếp tương tự gọi là trụ ứng với phần năng kiến năng hiện trí tướng và tương tục tướng là hai tế sau và hai thô đầu ngay nơi cái nối tiếp ấy mà chuyển biến gọi là dị ứng với phần chấp thủ và kế danh tự là hai cái thô giữa. Đây chỉ lướt sơ để có thể nắm rõ về tướng của bốn cái giác dưới. Từ chân tâm, bất giác biến khởi ra cảnh giới chúng sanh rồi trải dài sanh tử luân hồi thì sanh trước diệt sau. Xong ngược dòng hoàng tịnh tu hành thì phải bắt đầu từ chỗ đang mê mà ngược dòng lại những cái đã rồi, nên tướng diệt được giác trước, dần dần giác đến tướng sanh. Chánh văn Mục như phàm phu, giác biết niệm trước khởi ác nên hay dừng niệm sau khiến nó chẳng khởi, tuy gọi là giác mà thật là bất giác. Giải thích. Đây, nói về tướng giác thứ nhất. Cái giác này được nói đầu tiên vì nó là tướng thô nhất trong bốn tướng. Thô nhất nên tác dụng của nó cũng yếu nhất và dễ thực hành nhất. Như phàm phu là, cái giác này dành cho phàm phu. Vì sao dành cho phàm phu? Vì chỉ giác niệm ác mà thôi. Niệm ác là chỉ cho những niệm làm tổn người hại mình như tham, sân vân vân giác niệm ác là để niệm ấy không biến thành hành động mà phải bị thân thọ báo trong ba đường. Giữ Vì thế tuy nói phàm phu nhưng là loại phàm phu đã biết tin nhân quả, không phải loại phàm phu bình thường. Ngài hiền thủ liệt những vị này vào hàng thập tính. Ngài hám sơn nói, đây giác tướng diệt trước. Giác tướng diệt là, tâm tạo nghiệp của chúng sanh niệm niệm sanh diệt chưa từng tạm nghĩ, đây giác chỗ một niệm diệt này. Gọi là giác niệm diệt vì khi ta giác được, thì niệm ác đã có mặt. Xanh rồi mới giác nên không thể giác niệm xanh mà là giác niệm diệt. Căn cứ trên tướng diệt của tâm thì giác tướng diệt chính là giác khởi nghiệp tướng, là giác cái tướng khi nó sắp biến thành hành động. Ngài Hiền Thủ nói, bởi lực của vô minh đã chuyển tâm tình ấy đến tận bờ mé mà hành tướng thô đến đó là tột cùng, nên gọi là tướng diệt. Sự chậm trễ này là do cái biết của mình chưa nhuần nhuyễn nhanh nhẹn bằng lực của dòng vọng nghiệp nên mình chỉ có thể giác được niệm khi niệm đến tận bờ mé tướng diệt, mà chưa thể giác khi chúng vừa sanh. Không tu thì niệm ác ấy sẽ thành hành động, gây nghiệp rồi thọ khổ. Tu thì biết được sự có mặt của nó và dừng ngay, không để nó nối tiếp. Giác chính là biết niệm ác đã có mặt nên nói là giác biết. Ngừng ngay thì niệm ác không tiếp tục, nên nói giác biết niệm trước khởi ác nên hay dừng niệm sau khiến nó chẳng khởi. Khởi đây có hai nghĩa hoặc là niệm ác khởi tiếp trong tâm hoặc là niệm ác biến thành hành động như việc giết người giết người thường là kết quả của tâm sân hay tham cái sân tham ấy chính là niệm ác nếu khi niệm sân hay tham vừa xuất hiện ở tâm mà ta biết niệm vừa hiện lên đó là niệm ác không thể tiếp tục thì mọi thứ yên ổn nhưng vì không ý thức được đó là niệm ác nên hoặc là việc giết người xảy ra lập tức hoặc niệm ấy được nuôi dưỡng thành những kế hoạch thiện xảo sau mới thành hành động Khởi niệm nối tiếp trên tâm hoặc khởi thành hành động đều diễn tả cái khởi đây. Giác nhưng vì sao vẫn gọi là bất giác? Vì chỉ mới giác niệm ác thì quả báo vẫn thuộc về cõi trời người, tức vẫn thấy tam giới là thật. Thấy tam giới thật là cái thấy còn mê, chưa phải là cái giác của Bồ Tát và Chư Như Lai. Tỉnh nên có giác, nhưng cái tỉnh ấy vẫn chưa ngoài cái mê, nên tuy giác mà vẫn gọi bất giác là vậy. Ngài Hám Sơn giải thích, vì tuy là giác niệm ác chẳng để nó khởi, nhưng thật ra chỉ là ở trên tâm sanh diệt mà đè nén, chưa thấy được tánh chẳng sanh diệt. Tâm sanh diệt đây là chỉ cho phần đoạn sanh tử của chúng sanh. Nói là gián xịm, nhưng cái giác ấy chỉ là loại trừ dần niệm ác, vẫn chưa thoát được sự chi phối của dòng nghiệp lực. Như đứng trong dòng thác, xoay sở qua lại để thuyền xuôi được theo dòng thác khỏi lật chết, chưa phải là thoát được dòng thác. Lấy niệm sanh diệt trừ niệm sanh diệt nên tuy giác mà vẫn gọi là bất giác. Chánh văn hai như trí quán của nhị thừa và bồ tát mới phát tâm vân vân giác ở niệm gì niệm không tướng gì vì xả bỏ tướng chấp trước phân biệt thô nên gọi là tương tự giác giải thích